Chào quý vị, hôm nay là grand opening của tiệm phở Papa V's. Mà rất là đặc biệt, quý vị thấy là tiệm phở rất là mới mà lạ lạ, là thấy trang trí rất là modern, màu ngộn. Cathy rất là thích đó. Đó là nhà bếp, là mình đều thấy những vị đang làm những tô phở rất là hấp dẫn. Mình thấy rõ ràng là bánh phở, xong rồi nước lèo, xong rồi rau cải để vào tô. Rất là hay quý vị. Phở Papa nổi tiếng tại San Jose, California, nay đã có mặt tại Houston. Trong ngày đầu tiên khai trương, tiệm đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ quý thực khách khắp nơi. Bác ở Houston. Dưới 45 lên trên này. Cô ở Sugarland. Bây giờ em cũng ở gần đây, ở Bel Air. Ở vùng Southwest. Như quý vị có thể thấy là tiệm rất lớn và có rất là nhiều nhân viên. Nhưng khách đến đông, tới nỗi mà phải đứng bên ngoài để chờ get line hàng nhiều phút. Dạ cũng khoảng 15 phút rồi. Nghe quảng cáo TV á. Bác mới quảng cáo, bác đến coi coi sao. Dạ em thấy boss trên Facebook thì em tới ăn thử. Chú đâu biết đâu chứ, nghe chú thấy mới vừa mở ra chú nào ghé vô thôi. Bác nghe bạn bè nói là hôm nay khai trương, hôm nay đến cũng đến để cũng để thử coi cái hương vị phở này thế nào. I was gonna go to Pho the Dim across the street but they're closed and I saw a big line. For people to try this place and it's turned out really really great. Nghe nói cái tiệm này từ San Jose mua qua thành nó thưởng thức cái phở của San Jose. Chủ ở đây thì cũng là bạn quen thân với chúng tôi cho nên cũng đến trước hết rồi cũng tới để chúc mừng cho Papa V's. Thật tình mà nói rằng với sức hút khó cưỡng của tô phở Papa danh tiếng thì việc đứng kết la chờ đợi chẳng thành vấn đề gì cả, đúng không nào? Đứng đây mà cứ thi nghe mùi phở rất là hấp dẫn mà làm mình đói bụng, thế nào có thi phải order một tô. Ở đây có phở đủ loại và một cái nữa là có nước, nước trà sữa. Cũng hấp dẫn luôn quý vị ơi. Rồi Cathy hãy để tí xíu giá vô nha. Mình cho nó giòn, tí xíu chanh nữa chứ. Cái này là tô đặc biệt số 1. Chúng ta có thể thấy là Cathy Hà rất thích thú với món phở đặc biệt ở đây rồi. Nhưng còn những quý thực khách khác thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem cảm nhận của họ nhé. Papa V's mới mở cho nên tụi này đi ủng hộ dần với cái nước nó cũng rất là ngon và thịt cũng rất là mềm, cũng rất ngon. Cái thịt tái rất là mềm và cái vẻ mềm đó, cái brisket đó ăn thơm, thiệt là thơm, cái thịt rất là ngon. Tôi thấy họ có organize hơn những cái restaurant khác. Phở Papa V's rất là ngon, cái nước dùng rất là trong và cái ngọt rất là thanh, mình thích như vậy. I've eaten at a lot of places and this is probably the best place I've ate at. The decoration is super cute, it's clean, everything is nice. The service is really fast and everything is just nice. So is it good? It's a absolutely beautiful restaurant and really good food. So tell me how many times do you eat pho a month or a year? Oh, a month at least 10 times a month. Wow. Nãy giờ là mình không có nghỉ tay, nhưng mà thấy khách mình ngon miệng thì mình cũng cảm thấy cái điều đó nó không có vấn đề gì hết. Mọi thứ đều mình đều có repair trước, chuẩn bị rất là tốt cho nên là không có trục trặc gì. Nếu mà có thì mọi thứ cũng sẽ được mix ngay tại chỗ để mà làm sao cho thực khách hài lòng nhất. Đó là phương châm của nhà hàng. Mình thấy chỗ này rất là đẹp, rất tốt. Cứ hy vọng là họ thành công. Cảm ơn quán thành công. Xin mời mọi người đến ủng hộ cho Papa V's. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và buổi khai trương của phở Papa V's hôm nay. Quý vị nếu mà mình đói bụng mà muốn một tô phở rất là ngon miệng, hãy nhớ đến tiệm phở Papa V's.